cho các bạn ngày mới vui vẻ. Sáng sớm làm một tô bánh mì sữa, cho đỡ đói cái còi. Sáng ra là đói rồi, lụm cái còi gọi mình mới làm trực tiếp. Có thật mới dựng được đạo mà. Rồi đây công việc đang đợi. Bùm xả Hồng Quốc. Ồ, thật là béo, thật ngọt, ngon. Rồi đem ra một thớt xả, rồi bầm thật là diễn. Bầm xả cũng phải có nghệ thuật của bầm xả. Bầm tới bầm lui, bầm qua bầm lại, bầm xéo bầm ngang, bầm sao cho nhiều mới được. Thật là diễn, thật là ngon. Để làm một món ăn, hôm nay làm một món đặc sản. Món gì đây? Đó là mắm kho xả. Nhưng trước tiên mình phải làm nguyên liệu xả chứ. Rồi mình nhuyễn rồi nè. Thấy cái chén này vậy? Nhuyễn, nhuyễn đi. Đặng chưa? Thôi. Thôi nó ngon. Chị có đi không? Chưa thấy rồi. Đấy, chưa thấy. Chưa phân hồi. Này mà coi. Mắm. Còn mắm thôi, cái sạc cái vô. Vô bánh luôn. Cà là đà cũng cà với mắm.
Rồi. Chén đâu? Đánh cháo xe đánh. Mà làm sao đó? Pha cà phê uống. Cà phê đắng. Hoa chuối lá xìm. Tào lao để bà ngoại sắc xàm không. Và đây chuẩn bị thêm bắp chuối quá ngon luôn. À đây nguyên liệu thịt ướp xả lúc nãy mình bằm đấy, quá ngon luôn. Tài thợ nấu, tài bằm xả quá khéo luôn, bằm quá nhuyễn luôn. Thịt tươi ngon. Rồi, chuẩn bị chảo. Đi tiếp tục làm món thôi. Thịt kho mắm guốc. Món mắm. Mắm kho ba rọi. Để tép tỏi vô cho nó thơm thơm. Nhìn cái là muốn ăn liền. Để miếng bún vô ăn chấm miếng gào cái thôi chứ. Ăn cái một nốt nhức nách luôn. Nó nói giỏi vậy đó chứ bị con vợ nó chơi hoài, nó la làng hoài à. Thôi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào.